Cả nhà ơi, mèo của mình hồi nãy mình la nó, bây giờ nó giận mình nè cả nhà. Nó trốn nè cả nhà, coi nè. Đó, nó đó. Nè. Nè, nó quay quẩy cái đuôi để tỏ vẻ là nó vẫn còn thương mình, nó sợ mình la nó đó. Nhưng mà nó trốn rồi. Nhà cả nhà coi nè, ghê chưa? Nó khôn ghê chưa? Nó để một con mắt nó ra ngoài cả nhà thấy không? Đó, đó nó che lại luôn. Để mình kêu nó nha. Để mình đi gần nó coi nó là sao nha. Đây cả nhà. Đây cho mình lại nha, xây mở màn ra nghe bà nói không, xây nó nhìn nó kéo vào một tí thôi nha cả nhà. Đây, đó nó kéo vào nhiều hơn tí nó thả ra luôn, nó sợ mình nữa cả nhà, nghe bà nói không, không nghe lời bà phải không. Xây nó quay mặt chỗ khác, nó lạnh lùng với mình á, nhưng mà vẫn vẫn quẩy đuôi nè. Nãy nó mới quẩy đuôi đó cả nhà thấy không, nó quanh cái đuôi lại nè. Nó sợ mình la nó không, nó sợ mình đó, nghe bà nói không. Bà đặt trốn bà hả, xì đó, ghê chưa cả nhà coi nè, quay mặt nhìn bà đó, nhìn nghe không, nghe lời bà nghe chưa. Hư thì bà la nghe không, nó quay đầu bên kia nè. Xây nghe bà nói không, đó nó gừ 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 gừ, nó quay đầu bên đây số xây. Đó bà đặt ha, kéo cái màn lại ha, che lại ha ha, quay nhìn bà chỗ khác nha, rồi quay lại nè. Nghe bà nói không? Nghe không? Gừ gừ á cả nhà. Nó đang gừ á. Đang gừ á. Nghe bà nghe chưa? Mai mốt đừng có vậy nữa nghe chưa? Ha, bà thương nha. Nha con. Xì. Nha bà thương. Quay lại nhìn bà nè. Đó. Đó là bà đặt ha. Đó. Rồi trốn nữa. Đó. Cả nhà coi nè. Nó trốn nữa nè. Không có được vậy cho con. Nó che lại nè cả nhà ơi, nó che lại nè coi nha, che lại nè, khùng ghê luôn á, nghe bà nói nghe không, bà thương, nghe bà thương, nghe bà thương, xì nghe bà thương, mốt nghe lời bà, ôi chuông bà chuông, ôi bà chuông, bỏ tay xuống nghe không, bỏ ra, bỏ cái màn ra, bà đập nghe chưa, nghe chưa, nghe bà thương, ôi bà thương ha con ha, ôi bà thương xì, bà thương xì nha, ôi nha con, bà thương xì nha ha, ha con ha, ôi bà thương bà không có la nữa đâu nha, ôi thương quá, ôi bà thương, bà thương xì ha. Bà thương gì nha, tội nghiệp không em á. Nha con. Xì, nghe bà nói nè. Nghe bà nói nè xì. Dữ quá, bà thương nha con. Từ đây là phải nghe là bà nghe chưa? Nghe không? Nha. Thôi giờ chào đi. Chào. Cha, ôi thương ghê chưa? Đó. Chào ông bà cô bác đi con nha. Chào, bye ha. Mình xin chào cả nhà nhé. À. Chúc cả nhà một ngày bình an tốt lành nhé. Ủa, Trương.